Hoan hỉ chào đón quý cô bác đến với kênh Thông tin Tri thức tốt. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, xin gửi tới quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý anh chị và các bạn thân mến, trong video này, chúng tôi xin chia sẻ về tử vi tuổi Kỷ Mùi 1979, bao gồm 3 phần. Phần 1 là luận giải tử vi tuổi Kỷ Mùi 1979 trên các phương diện, công danh sự nghiệp, tài lộc, tình duyên gia đạo và sức khỏe. Phần 2 là luận giải tử vi tuổi Kỷ Mùi 1979 theo từng tháng trong năm. Phần 3 là cách cúng sao dài hạn cho quý bạn tuổi Kỷ Mùi 1979. Quý bạn tuổi Kỷ Mùi 1979, nếu có bất cứ câu hỏi nào về vận mệnh, tài lộc của mình thì hãy để lại lá số tử vi, ngày tháng năm sinh, giờ sinh trong phần bình luận ở phía bên dưới để ban biên tập chương trình sẽ giải đáp cho quý bạn trong thời gian sớm nhất và hoàn toàn miễn phí nhé. Quý bạn đừng quên ấn nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông thông báo để được cập nhật những video hay và hữu ích về tuổi của các bạn. Không để các bạn đợi lâu hơn nữa, chúng ta cùng bắt đầu vào nội dung chi tiết ngay bây giờ. Những người sinh ra trong khoảng thời gian từ 28 tháng 1 năm 1979 đến 15 tháng 2 năm 1980 dương lịch thuộc tuổi Kỷ Mùi, cầm tinh con dê. Với thiên can kỷ, địa chi mùi, giải nghĩa chi tiết là thảo dã chi dương, dê đồng cỏ, mệnh hỏa, thiên thượng hỏa. Về phương diện công việc, sự nghiệp, theo tử vi học cho biết, vận trình sự nghiệp của quý mệnh chủ trong năm nay tương đối may mắn. Công việc có nhiều chuyển biến tích cực, khả năng cao sẽ đạt được một số thành công nhất định, có ý nghĩa lớn trên hành trình công danh. Tuy nhiên, trong năm này, mệnh chủ cần thật sự cẩn trọng với các quyết định đầu tư, góp vốn làm ăn. Dẫu rằng sự tương trợ từ những mối quan hệ xung quanh sẽ giúp ích rất nhiều cho quý bạn trong năm nay, song bản mệnh cần tránh quá chủ quan trước lời ngon tiếng ngọt của những người mình chưa thật sự tin tưởng. Phần lớn thành công của vận trình năm nay phụ thuộc vào tài năng của chính bản mệnh. Về phương diện tài lộc, nhìn chung, phương diện tài chính trong năm khá ổn định. Nếu biết cách tích lũy, đầu tư cẩn trọng, thì năm này bản mệnh không cần phải lo lắng quá nhiều đến việc chi tiêu. Lời khuyên cho mệnh chủ trong năm nay là nên ưu tiên các kế hoạch đầu tư dài hạn ít rủi ro. Đặc biệt, quý bạn không nên nghe theo lời đường mật, tiền bạc không nên cho vay mượn, rất khó thu hồi lại. Nếu biết cách chi tiêu, phân bổ hợp lý, phòng ngừa kẻ gian, có sự cố gắng thì tiền bạc, tài lộc sẽ được hanh thông đổ về, vận may sẽ đến, của cải tăng cường. Về phương diện tình duyên, gia đạo, trong năm nay, quý mệnh chủ nên có sự quan tâm gia đình nhiều hơn, có sự nhẫn nhịn, bình tĩnh sẽ tránh mất hòa khí trong nhà. Hơn nữa, gia đạo trong năm nay sẽ là chỗ dựa vững chắc cho bản mệnh trước những thử thách của cuộc sống. Thời gian nghỉ ngơi và quây quần bên các thành viên sẽ giúp mệnh chủ nhanh chóng lấy lại được tinh thần. Về phương diện sức khỏe, bước sang năm mới, phương diện sức khỏe của quý bạn có phần tươi sáng hơn rất nhiều. Trong năm, bản mệnh ít ốm đau bệnh vặt, tinh thần có lúc xuống nhưng rồi sẽ rất nhanh trở lại ổn định. Để khía cạnh thể chất lẫn tinh thần luôn được duy trì ở mức tốt nhất, mệnh chủ nên có cho mình kế hoạch làm việc, nghỉ ngơi khoa học. Nên chú ý tập thể dục thường xuyên, rèn luyện thể chất và ăn uống đầy đủ. Ngoài ra, quý bạn cũng nên cân nhắc sử dụng thêm các loại thực phẩm chức năng tốt cho cơ thể. Trong năm nay, quý mệnh chủ sẽ cần phải sử dụng vòng cổ Minh Quang Pháp Bảo để bổ trợ cho thân mệnh của mình. Minh Quang Pháp Bảo là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây là vật phẩm trang sức hộ thân, có tác dụng kích hoạt tài lộc, chiêu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, giúp gia chủ nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Bên trong quả cầu pha lê sẽ được chạm khắc toàn bộ chú Bát Nhã Tâm Kinh, bộ kinh có ý nghĩa lớn, nói về trí tuệ và sự thông tuệ. Khi sử dụng ánh sáng chiếu vào trong quả cầu pha lê, sẽ hiện lên hình ảnh bộ Bát Nhã Tâm Kinh và hình tượng của Đức Phật. Minh Quang Pháp Bảo giống như một tấm phù cầu bình an, may mắn của Đức Phật, luôn luôn bảo vệ cho gia chủ sử dụng. Vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo
được thầy Thuần Phong trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Diễn biến tử vi theo từng tháng trong năm. Tháng 1, tháng này chủ về bình hòa, mọi sự đều tiến triển khá ổn định. Tháng 2, bản mệnh có thể cân nhắc triển khai các dự án đầu tư kinh doanh đã ấp ủ. Tuy nhiên, mọi thứ phải được thực hiện một cách thật sự cẩn trọng. Tháng 3, quý bạn nên dành thời gian nhiều hơn bên gia đình. Chủ động sẻ chia sẽ giúp các thành viên trong nhà thêm gắn kết và yêu thương nhau hơn. Tháng 4, tháng này, phương diện công việc sẽ xuất hiện một số trở ngại nhất định. Tuy nhiên, chỉ cần bản mệnh xem đây là điều tất yếu để đạt được thành công và quyết tâm tới cùng, thì sau cùng sẽ gặt hái được quả ngọt. Tháng 5, mệnh chủ nên chú ý đến các dấu hiệu bất thường của cơ thể, thăm khám sức khỏe toàn diện định kỳ sẽ giúp bản mệnh sớm phát hiện và chữa trị kịp thời. Tháng 6, tài vận trong tháng cực vượng, nhiều khoản thu mới hấp dẫn giúp cuộc sống quý nam thêm phần đủ đầy. Tháng 7, tháng này bản mệnh không nên hành sự hấp tấp, đây là lúc cần bình tâm, chờ thời cơ chín muồi. Tháng 8, bản mệnh nên tập trung phát triển công việc hiện tại, tránh mở mang thêm hoạt động kinh doanh. Tháng 9, khía cạnh góp vốn làm ăn dừng lại ở mức trung bình. Tháng này, nếu muốn triển khai làm việc gì thì nên ưu tiên hành sự độc lập. Tháng 10, có tin vui được đưa tới từ những thành viên trong nhà. Tháng 11, cố gắng hoàn thành nốt các dự định còn đang dang dở để sớm gặt được trái ngọt đúng vào thời điểm giao mùa của năm mới. Tháng 12, bản mệnh nên tạm gác lại các dự định mới, dành thời gian chiêm nghiệm lại cuộc sống của mình trong suốt một năm qua. Hoạt động này sẽ giúp quý bạn khai sáng ra được nhiều vấn đề tốt cho vận trình năm tới. Hôm nay, quý bạn gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh. Sao Thổ Tú hay còn gọi là Thổ Đức Tinh Quân là vị thần trông coi sao Thổ. Người gặp sao này chiếu mệnh thì vận trình khai hoa nở nhụy, nửa năm đầu bình thường, tới cuối năm mới đại cát đại lợi. Người gặp sao Thổ Tú nếu không đề phòng sẽ bị tiểu nhân gièm pha, xuất hành không thuận lợi, gặp khó khăn trốn quan trường. Sao Thổ Tú là sao xấu đối với cả nam mạng, nữ mạng và gia trạch. Bởi sao Thổ Tú là sao xấu, chủ về tai nạn, kiện tụng. Người bị sao này chiếu mệnh nên đề phòng kẻ tiểu nhân, gia đạo đưa đến bất an và buồn phiền, nhất là vào tháng 4 và tháng 8. Những người cao tuổi gặp sao này thì bệnh tật hoành hành, ốm đau khó khỏi. Tuy nhiên, với những người thuộc mệnh thổ, bao gồm cả đàn ông và phụ nữ, lại rất hợp với sao Thổ Tú. Nhưng dù mệnh gì thì tinh thần luôn mang chút buồn man mác, làm cho gia chủ không kiên định trong mọi việc, đặc biệt là việc làm ăn, luôn hoài nghi và không hăng hái trong mọi việc. Cách thức cúng dâng sao Thổ Tú. Mỗi tháng vào ngày 19 âm lịch, đóng kín các cửa sổ trong nhà, dùng 5 cây đèn cầy, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng chính Tây mà khấn vái. Trung ương Mậu Kỷ, Thổ Đức Tinh Quân thì sẽ được nhẹ bớt phần nào. Trên bàn đặt một tờ giấy màu vàng ghi tên tinh tú tọa bản mệnh. Trung ương Mậu Kỷ, Thổ Tú Tinh Quân. Dùng một cây rìu đặt phía trên, lấy vải đỏ che kín bùa và rìu, rồi đặt đằng sau 3 nén hương đã dâng. Sau đó mặt hướng về phía chính Tây, tĩnh tọa trong khoảng thời gian từ 15 giờ đến 16 giờ. Qua 16 giờ, đem bùa vào nhà bếp đốt là được. Trong năm nay, quý bạn gặp hạn ngũ mộ. Gia chủ gặp hạn ngũ mộ sẽ hao tài và bất an. Quý bạn không nên mua đồ lậu và đừng nên cho ai ngủ nhờ, kẻo gặp tai bay vạ gió. Cần đề phòng việc hao tài mất của, tránh mua những đồ không có hóa đơn. Cách hóa giải hạn ngũ mộ. Thứ nhất, gia chủ nên tích cực làm nhiều việc thiện, tu nhân tích đức, ủng hộ quyên góp đối với những người có hoàn cảnh khó khăn bất hạnh. Nên kết giao với những người lương thiện, tránh những người lừa gạt, lưu manh, xẻo miệng, kinh doanh đa cấp hoặc lô đề cờ bạc. Đây được coi là cách giải hạn ngũ mộ nói riêng, cũng như mọi loại hạn nói chung. Thứ hai, nên thận trọng trong các hoạt động làm ăn, thương mại, kinh tế. Khi mua sắm đồ đạc, cũng phải lựa chọn những sản phẩm, thương hiệu có uy tín, có bảo hành đàng hoàng.
Thứ ba, nếu bạn có nhiều tiền nên mua bảo hiểm, gửi tiết kiệm, tránh để nhiều tiền trong nhà, đề phòng trộm cắp, cướp giật hay lãng phí hao tổn. Thứ tư, hiện tượng hao tốn tiền bạc một phần do phong thủy nhà không tốt. Đứng về góc độ lý khí, nếu tại vị trí hướng tinh không đắc cách vượng hướng thì tiền bạc khó tụ. Đặc biệt vào những năm lưu niên thái tuế, ngũ hoàng, nhị hắc của năm bay đến hướng cửa trước của căn nhà. Điều này cần sử dụng la kinh đo đạc, nghiên cứu, phân tích và có biện pháp hóa giải đúng cách mới mang lại hiệu quả cao. Thứ năm, cần nghiên cứu kỹ hạn năm, hạn tháng trong lá số tử vi của mỗi cá nhân, tránh tình trạng mù quáng đầu tư dẫn đến sai lầm. Thậm chí có thể xem thêm hạn tháng để có những biện pháp giảm nhẹ nguy cơ hao tốn tiền bạc của cải.